Mến chào tất cả các em. Cô rất vui vì hôm nay lại được đồng hành cùng các em ở tiết tập đọc tuần 24 trong chương trình Tiếng Việt lớp 4. Để tiết học đạt hiệu quả, các em hãy chuẩn bị cho mình sách Tiếng Việt lớp 4 tập 2, vở ghi và một số dụng cụ học tập cần thiết để ghi chép. Bây giờ, cô và các em cùng bước vào tiết học các em ạ à, mỗi người mỗi vật mỗi việc xung quanh chúng ta đều có vẻ đẹp riêng đó có thể là vẻ đẹp trong tự nhiên có nơi thì hùng vĩ huy hoàng có nơi lại nên thơ hữu tình đó cũng có thể là vẻ đẹp tìm thấy ở trong chiến đấu trong lao động sản xuất hay đó cũng có thể là vẻ đẹp khi cái thiện khuất phục cái ác. Đó chính là thông điệp mà chủ điểm vẻ đẹp muôn màu muốn mang đến cho các em. Vậy thì vẻ đẹp nào của cuộc sống sẽ được khám phá trong bài học ngày hôm nay? Cô và các em cùng bắt đầu tiết tập đọc nhé. Vẽ về cuộc sống an toàn Vẽ về cuộc sống an toàn là một bản tin được đăng trên báo Đại Đoàn Kết vào năm 2001. Vậy thì cách đọc một bản tin có gì khác so với đọc một bài văn, một bài thơ hay một câu chuyện? Cô mời các em mở sách giáo khoa Tiếng Việt tập 2, trang 54, 55. Cũng như những tiết tập đọc trước, ở bài học ngày hôm nay, các em cần đạt những mục tiêu sau. Thứ nhất, biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh phù hợp với nội dung thông báo tin vui thứ hai hiểu nội dung cuộc thi vẽ em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn đặc biệt là an toàn giao thông để đạt được các mục tiêu trên cô và các em lần lượt thực hiện ba hoạt động chính hoạt động thứ nhất luyện đọc hoạt động thứ hai tìm hiểu bài và hoạt động thứ ba luyện đọc diễn cảm. Bây giờ cô và các em cùng bước vào hoạt động 1 luyện đọc. Các em hãy lắng nghe cô đọc bài và cùng đọc thầm theo cô nhé. Tập đọc Vẽ về cuộc sống an toàn. 50 nghìn bức tranh dự thi của thiếu nhi cả nước, 60 tranh được trưng bày. 46 giải thưởng. Nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em rất đáng khích lệ. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn, được phát động từ tháng 4 năm 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông thật là phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất, Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giải đặc biệt. Gia đình em được bảo vệ an toàn, Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường, Nguyễn Thúy Mai Dung, 7 tuổi, giải ba. Chở ba người là không được, Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải đã làm nên một phòng tranh đẹp màu sắc tươi tắn bố cục rõ ràng ý tưởng hồn nhiên trong sáng mà sâu sắc các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ theo báo đại đoàn kết các em hãy quan sát những dòng in đậm của bản tin những dòng in đậm này cũng chính là sự khác biệt của một bản tin so với một bài văn một bài thơ hay một câu chuyện đấy các em ạ à. ngoài những dòng in đậm theo các em chúng ta nên chia bài đọc làm mấy đoạn nếu bạn nào có câu trả lời là bốn đoạn thì đúng rồi nhé các em. Ngoài những dòng in đậm thì chúng ta chia bài đọc làm bốn đoạn. Đoạn 1 từ UNICEF đến sống an toàn. Đoạn 2 từ được phát động đến Kiên Giang. Đoạn 3 từ chỉ cần điểm qua đến giải ba. Và đoạn 4 là phần còn lại. Các em hãy dùng bút chì đánh dấu bốn đoạn vào sách giáo khoa của mình nào. để giúp các em đọc trôi chảy và lưu loát hơn, cô sẽ hướng dẫn các em đọc một số từ ngữ khó. Cô có một số từ sau. UNICEF Đắk Lắc Tháng 4 năm 2001 50.000 bức tranh Hội họa Triển lãm Các em đọc to theo cô một lần nữa nào. UNICEF Đắk Lắk Tháng 4 năm 2001 50.000 bức tranh Hội họa Triển lãm Các em ạ, à, bên cạnh các từ ngữ khó Trong bài còn có một số câu văn dài Khi đọc, các em phải ngắt, nghỉ hơi Sao cho hợp lý Cô có ví dụ sao? UNICEF Việt Nam và Báo Thiếu Niên Tiền Phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của Thiếu Nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, sáng tạo đến bất ngờ. Ở câu thứ nhất, cô ngắt hơi sau tiếng phong, tiếng đề và nghỉ hơi sau tiếng toàn. Ở câu thứ hai, cô ngắt hơi sau tiếng nạn, tiếng họa và nghỉ hơi sau tiếng ngờ. Bây giờ, các em hãy đọc lại bài theo cô một lần nữa nào. Tập đọc vẽ về cuộc sống an toàn. 50.000 bức tranh dự thi của thiếu nhi cả nước. 60 tranh được trưng bày, 46 giải thưởng Nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em rất đáng khích lệ. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn, được phát động từ tháng 4 năm 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông thật là phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất. Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giải đặc biệt. Gia đình em được bảo vệ an toàn. Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường. Nguyễn Thúy Mai Dung, 7 tuổi, giải ba. Chở ba người là không được. Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải, đã làm nên một phòng tranh đẹp màu sắc tươi tắn bố cục rõ ràng ý tưởng hồn nhiên trong sáng mà sâu sắc các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ theo báo đại đoàn kết các em ạ à, bên cạnh luyện đọc từ khó đọc câu cần phải ngắt nghỉ hơi sao cho hợp lý thì các em cũng phải hiểu nghĩa một số từ trong bài đọc cô có một số từ sao unicef là tên viết tắt của quỹ bảo trợ nhi đồng của liên hợp quốc thẩm mỹ có nghĩa là sự cảm nhận và hiểu biết về cái đẹp nhận thức có nghĩa là khả năng nhận ra và hiểu biết vấn đề khích lệ có nghĩa là tác động làm cho tinh thần hăng hái thêm lên. Ý tưởng có nghĩa là ý nghĩ, dự định. Ngôn ngữ hội họa có nghĩa là đường nét, màu sắc trong tranh. Chúng ta vừa tìm hiểu xong hoạt động luyện đọc. Bây giờ cô và các em cùng bước sang hoạt động 2. Tìm hiểu bài Bây giờ các em hãy đọc thăm đoạn 1 trong sách giáo khoa của mình và cho cô biết chủ đề cuộc thi vẽ là gì? Chủ đề cuộc thi vẽ là Em muốn sống an toàn. Tiếp tục, các em hãy cho cô biết cuộc thi này do đơn vị nào tổ chức? Dễ dàng nhận thấy, đây là cuộc thi do UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Báo Thiếu niên Tiền phong thì rất quen thuộc với các em, còn UNICEF là quỹ bảo trợ nhi đồng của Liên hợp quốc. Với đề bài thú vị như vậy thì thiếu nhi cả nước đã hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Các em hãy đọc thầm đoạn 2 trong sách giáo khoa của mình và cho cô biết thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi, chỉ trong vòng 4 tháng đã có 50.000 bức tranh của thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước gửi về ban tổ chức. Đây là một số hình ảnh thiếu nhi cả nước hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh. Tiếp tục, các em hãy đọc thầm đoạn 3 trong sách giáo khoa của mình và cho cô biết điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi cô tin chắc rằng mỗi bạn đã có đáp án của riêng mình và đây là đáp án của cô các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi đó là chỉ cần điểm tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của thiếu nhi về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông rất phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất, gia đình em được bảo vệ an toàn, trẻ em không nên đi xe đạp trên đường, chở ba người là không được. Các bạn nhỏ đã đặt tên cho các bức tranh của mình rất cụ thể. Nghe tên, chúng ta đã gợi ra được những việc nên và không nên để có một cuộc sống an toàn. Các em quan sát, đây là một số bức tranh vẽ của các em thiếu nhi. Các em hãy đọc thăm đoạn 4 trong sách giáo khoa của mình và cho cô biết những nhận xét nào thể hiện được sự đánh giá cao khả năng thẩm mỹ của các em. những nhận xét thể hiện được sự đánh giá cao khả năng thẩm mỹ của các em đó là phòng tranh trưng bày là phòng tranh đẹp màu sắc tươi tắn bố cục rõ ràng ý tưởng hồn nhiên trong sáng mà sâu sắc các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ quay ngược lại với những dòng in đậm ở đầu bản tin. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì? Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gây ấn tượng, nhằm hấp dẫn người đọc tóm tắt thật gọn bằng số liệu và những từ ngữ nổi bật giúp người đọc nắm nhanh thông tin. Hiểu được ý nghĩa của những dòng in đậm ở đầu bản tin sẽ giúp cho các em biết được khi đọc thì cần phải đọc to, rõ ràng, nhấn giọng ở những con số và lời nhận xét như nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em rất đáng khích lệ. Qua hoạt động tìm hiểu bài các em hãy suy nghĩ và nêu nội dung chính của bài tập đọc vẽ về cuộc sống an toàn nội dung bài cuộc thi vẽ em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn đặc biệt là an toàn giao thông các em cùng đọc to theo cô một lần nữa nào cuộc thi vẽ em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn đặc biệt là an toàn giao thông bây giờ các em hãy ghi nội dung bài vào vở của mình nhé Chúng ta vừa tìm hiểu xong hoạt động tìm hiểu bài. Bây giờ cô và các em cùng bước sang hoạt động 3. Luyện đọc diễn cảm. Để đọc tốt bản tin này, các em cần lưu ý với cô một số điều sau. Đọc trôi chảy, đọc đúng tên viết tắt của tổ chức UNICEF và đọc với giọng nhẹ nhàng, rành mạch. Ngoài ra, đây là một bản tin Thông báo tin vui nên cần đọc với giọng vui nữa nhé. Chúng ta sẽ cùng luyện đọc lại đoạn 3 và đoạn 4 cho thật hay nhé các em. Các em cần nhấn giọng ở từ đặc biệt, phong phú ở đoạn 3 và từ tươi tắn, rõ ràng, hồn nhiên, trong sáng, sâu sắc, sáng tạo, bất ngờ ở đoạn 4. Ngoài ra, các em cần lưu ý sự xuất hiện của dấu ngoặc đơn dùng để thuyết minh và bổ sung thêm ý. Vậy thì, khi đọc những câu có dấu ngoặc đơn, các em hãy ngắt hơi giống như khi đọc dấu phải nhé. Mời các em lắng nghe cô đọc lại đoạn 3 và đoạn 4. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn. Đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất. Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giải đặc biệt. Gia đình em được bảo vệ an toàn. Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường. Nguyễn Thúy Mai Dung, 7 tuổi, giải ba. Chở ba người là không được. Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm. Trong đó có 46 bức đoạt giải đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ. Cô tin chắc rằng sau bài học ngày hôm nay, các em không chỉ đọc được bản tin này mà còn đọc được vài bản tin mà mình yêu thích. Cô chúc các em thành công. Tuy bản tin của chúng ta đã có cách đây hơn 20 năm, nhưng đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa. An toàn giao thông luôn là vấn đề cần được quan tâm mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, hàng ngày khi đi xe đạp một mình, chúng ta nên đi xe dành cho trẻ em và đi bộ sát lề bên phải. Khi ngồi xe máy cùng người lớn phải đội mũ bảo hiểm không những giữ an toàn cho mình các em cũng nên nhắc nhở các em nhỏ các bạn và mọi người cùng thực hiện tốt an toàn giao thông ngoài những kiến thức về an toàn giao thông các bạn còn có những kiến thức về bảo vệ mình để tránh bị xâm hại bất bình trước những bạo lực học đường bạo lực gia đình bài học đến đây là kết thúc rồi về nhà các em nhớ học thuộc nội dung bài tập đọc, luyện đọc diễn cảm đoạn 3 và đoạn 4 và cũng đừng quên chuẩn bị bài tiếp theo Quốc phục tên cướp biển. Cô chào các em. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau nhé.